Kính chào đón quý vị quay lại với bản tin Vồ Vập số cuối cùng của năm 2022. Kết thúc năm Nhâm Dần và dần dần đón Quý Mão, các tổ chức đã cùng nhìn lại hoạt động một năm qua và đưa ra những đúc kết cho chính mình. Trung tâm Từ điển Quốc gia vừa công bố từ khóa của năm chính là từ bắt, bao gồm bắt giữ, bắt đáy và bắt đầu lại từ con số 0. Liên minh Thám Tử đã trao giải nhân vật bí ẩn nhất 2022 chính là chuyên gia uy tín. Đây là một nhân vật tưởng là quen nhưng thoát ẩn thoát hiện, biến hóa vô lường. Lúc có thể là anh tôi, hoặc là sắc lớn, hoặc có thể là chủ tịch tập đoàn top nhưng mà lại bóp các nhà đầu tư. Nói chung là dung mạo không rõ ràng nhưng nỗi đau thì rõ rệt. Điều buồn cười là cứ mỗi khi có biến động xảy ra, người ta lại trách móc: "Ơi bạn ơi, bạn mất tiền là do không tham khảo các chuyên gia uy tín đấy bạn ạ." Thế cuối cùng thì chuyên gia uy tín là ai? Ảo thế nhở? Giải thưởng thể thao danh giá quả bóng cười đã được trao cho lãnh đạo sân vận động quốc gia Mỹ Đình vì đã hết mình trong công tác bảo tồn văn hóa. Cụ thể là trong dịp tiếp đón câu lạc bộ Đo Môn, sân Mỹ Đình đã khéo léo giới thiệu nguồn cội của thể thao nước nhà như đá bóng ở ruộng, cột côn đa năng và khu ngồi chờ di động. Và nhân tiện, Hiệp hội đổ tội quốc gia đã chính thức kiện ra tòa một nhân vật ai cũng biết, chính là anh Thời Tiết, với lý do đổ mưa giữa trưa làm vỡ đá lát vỉa hè, nắng giữa mùa đông làm cỏ trông không được xanh cho lắm. Trước sự suy giảm của nguồn cung bố đường và người anh nương tựa do bị đưa vô khám, công đoàn Baby quyết định ban hành bộ guideline cho toàn ngành như sau: 1 yêu không nợ ngân hàng, 2 yêu quý tử cục vàng ngây thơ, 3 không trái phiếu mập mờ, 4 không góp vốn nhờ đầu tư chung, 5 sang ta chúc nhau cùng, đầu tư thắng lợi trùng trùng đi lên. Xuân đã về. Bò và Gấu sẽ luôn đồng hành với các chứng sĩ trên con đường tới tự do tài chính như cách ứng dụng Entrade X miễn phí giao dịch trọn đời đã đồng hành với Bò và Gấu trong nhiều năm qua. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.